Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ làm khinh khí cầu. Mình sẽ dạy các bạn làm khinh khí cầu nha. Cũng tên hơi gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ. Súng em để có điện. Son mắt biết sẵn, người ta luôn nghĩ em thân thương, đôi mẹ thề nhưng đôi trương thương. Trên thân thân gặp vào con mắt em, một ngào anh đến bên che chở. Giờ sợ anh như tốt thở ơ, người nói rằng trong tim anh đi đâu lòng. Có vẻ khẩu súng đã bị hỏng. Nay mình sẽ tháo ra sửa khẩu súng trước. Người đã nói thương em thì mới không muốn chết. À thôi, từ từ mình sẽ cắm cây trước. Chia đi để gặp gỡ, sẽ có ai từng ngày như em cho che. Người đã nói. Đâu, khẩu súng bắn được mà. Nên thôi không phải sửa nữa đâu. Chưa bao nhiêu là một thần duyên sâu sâu. Người đã nói thương em, khi mưa sông trông trắng sợ. Gặp gỡ để chia ly. Chia ly để gặp gỡ. Sẽ có ai mà một đường em cho che. Người đến vốn sai sai. Mời anh đừng điểm điểm nha. Trước tiên mình cần giấy màu và thước mấy gà bút chì để kẻ số để đo. Trước tiên mình sẽ kẻ chiều rộng và chiều cao cân bằng nhau 10 cm.
trước mời anh em. Hơi mạnh. Sẽ là cánh
mình sẽ tiếp theo mình sẽ cắt dây. Thank you.
Chị đang lên xong một kênh kỳ cầu. Mình sẽ làm bông hoa màu vàng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mình sẽ làm bông hoa màu vàng. Đẹp không? Có lên được ra không? Không, màu vàng không đẹp được. Bông hoa màu vàng. Thank you.
Cái gì? 37 à 4.2. Cứt nghĩ. Anh bảo em quay video 10 đủ kênh đấy của em đi. Anh bảo hôm qua hôm kia quay đủ là kênh đấy của em gì? Quay đủ Nokia. Cứt còn 9 kênh. Chơi không vay nói anh thì mẹ. Nói chuyện buồn cười thật đấy. Thank you.
trong tiêm chủng thế này tại đây ông được tham chữa trước tại một hãng Sirena nó dường như là hành trang để một thành viên tự tin và tiếp tục chủ đến New York để thực hiện cải tạo. Thank you.
Tuy nhiên nếu mà không biết trước thì có lẽ là những năm ở ngoài thì chúng ta họ là những người mà không có cao hơn, cũng như là họ là người của một những người lùn. Xin tạm biệt các bạn nha. Các bạn hãy xem tiếp vào video sau.